đồng quá đúng không? Đừng dã. Sao đấy kêu quá, kiểu mưa xuống đi quá. Đừng dã quá, kiểu mưa thôi.
烦了，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 chọn ra thằng mèo tiện nè. Lừa nó mố gì cho nấy đã cột lụm mồi em mất rồi chạy nha bán rồi tôi trộn sẵn luôn em tôi chịu chẳng mỡ à khói tôi bụng đồng chéo quá à. Mở khói quá tình hình chó bú quá xả đi kêu à kiểu mút không đi quá à ủa dẻo quá kiểu mút thôi ủa xả đi chéo quá xả đó đi ủa xả bỏ là kiểu mút thôi à xả đi quá kiểu mút thôi à ủa mà đi ủa mà gì cho này trồn dẻo quá ai dạy chạm mờ mô quá ủa chạm mờ mô quá ủa chọn bó quá ủa 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 anh ấy khám à ủa anh ấy xê cháu quá ủa anh ấy khám chủ đó có quá ủa xả đó đi ý xin ý xả rồi à ý đại khối vai à ý mà trò vô à ô anh ấy xin ý bận nản này vô à mò mán khỉ vô à chỗ bán mũi vô chạy à lo mũ à ý mò chọn xin những cái cột lụp mũi bố sủng bò leo kiểu mướt à ý anh ấy cài vô à ý xin bơi cài mũi à anh ấy cài mũi 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 ở đặc khám mũi à ý ông bạn vô với anh ấy cài chứ à bên lên quỳnh rồi à ý khám đấy ô tụt quá thôi, hao luôn mau quá, tụt chạm phải lên trên bị đánh toán quá, đọt chạm tụt đặng ngày coi chứ quá, chạm thì é mau quá, đặng mình sợ bán xịn quá.